tình êm ái. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã, dẫu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Có sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, anh ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc anh ơn thầm. Ôi anh về đâu, vùi lớp mối duyên đâu. Anh ơi còn đâu, tuổi xuân mình đang chờ. Ngàn cơn gió oán than khóc mối duyên đời. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Nay không anh, vườn hoang buồn sơ xác, nghĩa trang lạnh lùng. Cơn gió oán than khóc mối duyên đời. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Nay không anh, vườn hoang buồn sơ xác,
nghĩa trang lạnh lùng. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không anh, vườn hoa buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng. Nào vợ vẫn còn khúc vậy ha. À thì chị vậy đó à. Nhưng mà được cái chân ngắn mà não dài. Ê Tố My, Đưa cho ơi, em đi lên Đò Lọt em quay MV hả? Dạ, đẹp quá à. Em đang thực hiện MV á. MV mới quay. Bây giờ là chị chị cũng đang đi lên Đà Lạt. Có một cái dự án điện ảnh rất là mới. Chị biết điện ảnh? Chị biết kịch bản. Trời ơi, chị làm phim. Thời buổi chị giờ, làm nhà sản xuất luôn hả? Chị làm nhà sản xuất luôn. Thời buổi giờ ta làm phim không em ơi? À, ôi, bây giờ là ha. Lâu ngày gặp lại giỏi quá vậy ta. Thì mình đi tìm một cái nguồn cảm hứng mới đó. Bây giờ chị làm phim này ha. Phim này rất là hay nè. Kịch bản có rồi, nhà sản xuất có rồi. Bây giờ chỉ có thiếu đạo diễn thôi. Đạo diễn? À. Trời ơi, chị gặp em là chị gặp đúng người rồi. Vậy hả? Ôi, cái anh mà quay MV cho em nè, anh giỏi lắm luôn. Vậy hả? Em giới thiệu cho chị nha. Ôi, anh Thuận ơi, anh Thuận. Vậy đó My, anh đang sửa cái plan cho em. Trời, xong rồi. Hay, dạ mừng quá, sửa được cái plan cho em rồi. Mới vô, nè, mới vô, có tiền, có tiền. Nga đúng không? Quốc Thuận. Thúy Nga đúng không? Thúy Nga đây, Quốc Thuận, Mr. Bean của chị. Nhóm hài Thúy Nga nè. Thúy Nga đúng không? Ừ. Ôi, đêm nay vui quá. Kìa có một con cá, miệng đang ngậm chiếc lá. Ôi, bài thơ hay quá. Không. Chị Nga. Quốc Thuận. Trời ơi, thì quen lâu nhau quá mới gặp. Hơn 10 năm rồi mới gặp lại chị. Ôi, coi như là hồi nãy giờ không biết ai có nhớ không, nhưng mà em luôn luôn nhớ. Đó là những miếng hài bất hủ của nhóm mình. Con nghe nè, chị mười mấy năm rồi, bây giờ chị quay trở lại đây. Chị tìm em, chị tìm em để mà tấu hài tiếp tục đúng không? Trời ơi, giờ mấy sân khấu người ta đóng cửa rồi, tấu hài gì nữa không? Đúng rồi. Giờ thời là thời của game show, với thời của phim. Dạ, yeah, đúng giờ rồi. Chị đang làm phim nè. Chị là tác giả của cái kịch bản phim này. Và cái phim này đang chuẩn bị quay. Và dạ, chị đang cần một đạo diễn. Đó, anh thấy chưa? Chị Nga ơi, một đạo diễn tài năng đang đứng trước mặt chị. Chị còn chần chừ gì nữa? Trời, anh mà giỏi lắm đó chị ơi. Dạo này anh nổi tiếng lắm. Thôi mà Tố My, kỳ cục quá. Trời đất ơi, em đừng có giới thiệu như vậy, nó sổ sàng vậy lắm. Trời ơi, biết bao lâu nay chị Nga mặc dù là không có ở đây, nhưng mà chị luôn luôn theo dõi bước chân của anh. Đây là thời buổi social, Google, Facebook đồ, cho nên rất là dễ dàng. Lên mạng chỉ cần gõ chữ Quốc Thuận thôi là biết anh là ai rồi. Dạ, nổi tiếng lắm đó chị. Chị đâu biết em làm gì đâu. Không sao cả, không sao cả. Chị Nga trăm công ngàn việc, chị rất là busy. Cho nên cái chuyện mà chị không có thời gian, chị lên mạng, chị truy cập, chị tìm hiểu về anh đó là bình thường. Chị rất bận rộn đúng không chị Nga? Không có, chị rảnh lắm nhưng mà được cái chị không rảnh quan tâm em mà. Thôi bây giờ hôm nay chị đến đây chị cần gì? Chị đang làm một đạo diễn. Thật ra em biết không,
hôm nay mà gặp được Quốc Thuận ở lại đây á là một cái cơ duyên rồi. Dạ. À, chị biết không có ai ngoài em biết được số đạo diễn Trung Lùng. Cho chị số Trung Lùng được không? À, anh, ý chị Nga là muốn mời anh Trung Lùng làm đạo diễn đó. Tôi biết rồi. Đâu cần phải dập giá vô làm gì. Em biết rồi. Em không thích Trung Lùng, sao mặt em kỳ vậy? À, không có. Em với anh đạo diễn Trung Lùng là đồng nghiệp với nhau. Ảnh là đàn anh của em. Em luôn luôn tôn thờ, anh tôn kính ảnh. Không có gì cả, em với ảnh là hai người rất là thân thiện với nhau. Nhưng mà Trung Lùng bị trầm cảm rồi chị ơi. Đúng rồi, chị nhìn là chị biết em không thích Trung Lùng. Không có. Vậy thôi, chị biết rồi. Thôi, coi như là thôi, chị nghe lời em. Dạ. Em có thể nào cho chị số đạo diễn Đức Thịnh được không? Ý chị Nga là muốn mời anh Đức Thịnh làm đạo diễn. Tôi biết rồi. Không cần phải giảm giá. MV của cô là tôi chưa quay cảnh kết nghe chưa? Dạ, nói nghe nè, anh thật là không có gì cả. Anh với em là bạn học với nhau. Rất là bình thường. Nhưng mà dự án của anh là xếp hàng cho đến cuối năm 2020 rồi. Thôi chị vẫn chơi thôi. Chứ hôm nay gặp tụi em là một cái duyên rồi. Dạ. Chị thấy cái kịch bản này nè, cái vai rất là hợp với Tố My. Tố My nhận vai chánh cho chị nha. Trời, chị, em hả? Thôi nhận lời đi. Ôi, kỳ lắm. Nhận lời đi. Em ngại. Nhận lời đi nè. Dạ. Em mắc quá là ngại. Lời đi. Dạ. Dạ. Bà dạ, bà thích mà bà dẹo vậy là đó. Thích rồi đúng không? Cái gu gu bà dẹo. Thôi được rồi, em quyết định là Tố My vô vai nữ chính luôn. Rồi nữ mà... cái nam chính thôi chị. Nhưng mà cho em hỏi, phim của chị là thể loại nào? Tình cảm, drama hay là phim hài? Phim chị là phim tâm linh. Chị đang cần một cái kép chánh. Trời ơi, phim tâm linh hả? Em mê phim tâm linh lắm. Em là đóng vai nữ chính đúng không? Dạ. Phim chị là phim tâm linh. Như vậy là nam chính chỉ mời anh Linh Tâm thôi. Có gì ghê. Nói chơi nè. Hả? Thái vẫn chơi thôi. Chứ chị cũng nhắm em rồi. Dạ. Em bây giờ là rất là nổi tiếng. Đúng vậy. Làm đạo diễn đúng không? Đúng vậy. Thì đây chị giao cho em kịch bản này. Em về em đọc nha. My đọc. Em đọc đi. Chị yes. giao em một trọng trách rất là quan trọng. Thôi cũng được làm đạo diễn rồi. Em nói chuyện nha. Em mà nhận kịch bản rồi ha, em mà làm đạo diễn rồi ha, là em sẽ sống với nó, em ăn với nó, em ngủ với nó, coi như là tất cả cuộc đời của em là nó. Em về em coi cho chị nha. Dạ dạ Em làm cho chị cái khâu chọn nhạc. Mà làm nhạc dằn thôi nha. Mấy cái nhạc mà sáng tác dài là có nhạc sĩ Minh Anh làm rồi. Em không có làm đạo diễn. Đạo diễn chị mời đạo diễn Mỹ rồi. À, nói tới nó luôn, cuối cùng là chị vẫn không công nhận tài năng của em. Không sao, tính của chị hời hợt muôn thuở đó. Không sao cả, chấp nhận luôn nha. Bây giờ chị kêu em làm quần chúng em cũng làm nữa ha. Được rồi, bây giờ cảnh đầu tiên là gì? Vào một đêm hoang vắng, tại một nghĩa địa xuất hiện một đám giang hồ. Mời đại ca. Giết kém như sợ. Mời đại ca. Ủa sao có nhạc nhẽo vậy trơn vậy? Cái độ tiết kiệm pin cho miếng nhạc nó lạc lọc à, cho cái nhạc cho nó vô hả? Làm lại. Mời đại ca. Ủa mời bài hát này phải sâm sâm như vậy nè. Mời đại ca. Lại bà nội mày hả? Đang vui vui tự nhiên mà vô nhạc buồn buồn vậy. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mày đứng im đó, đợi thấy vòng vòng con mảnh đất này như thế nào qua xử tội mày. Còn đây đại ca. Chỗ này ok đó. Đất đai đây rất là giàu mỡ. Bà kia mà trả lại. Xuống hôn rồi. Anh em, đại ca chuyển qua hố này. Đi. Xuống hố này kia ông nội mày hả? Xuống hố này nè ba. Ủa anh đâu vậy? Ở dưới đây nè. Đâu rồi? Xuống hố rồi đại ca. Từ từ. Anh. Em nắm mấy cái. Lên lên lên. Có sao không đại ca? Đại ca không sao. Trời ơi đại ca. Ôi, ôi, ôi. Kéo lại, kéo lại. Còn cái dưới này. Ôi, trời, kéo. Có sao không đại ca? Mày hỏi nữa hả? Hả? Mày hỏi tao nữa hả? Nè. Đi sập rớt hố vậy? Thằng nào đào cái hố này hả? À đào cái hố này em biết nha. Đúng. Đào.
Ơi, nó tên Đào. Đánh nó hả? Đào xin lỗi. Ừ, để em nhớ. Đào. Đào. Này tên Đào luôn. Gì tên Đào vậy, còn nào tên Đào nữa không? Em. Ủa sao cái băng nhóm với Đào không vậy? Mấy bữa mà anh gặp chuyện anh kêu điều Đào cho anh làm điều tụi nó tới phụ anh chứ đâu. Đi Đào vậy không có hả? Ừ. Anh yên tâm đi, cái hố này là em biết ai Đào chỉ chính xác luôn nha. Thằng nào? Ôi da. Tại sao Đào cái hố này? Hả? Trời ơi, đại ca đánh em là đúng rồi. Bởi vì em Đào, nhưng mà em Đào là có lý do. Lý do gì? Em Đào cái hố này là để chôn thằng đó. Ủa thằng đó thằng nào vậy? Không biết thằng đó luôn á. Thằng đó là cái thằng thiếu nợ đại ca. Không biết luôn á. Thiếu nợ nhiều lắm, đâu biết ai đâu. Buồn anh dễ sợ luôn. Đó là thằng Triệu, thiếu đại ca 3 tỷ. Không, kiếm là kiếm thằng tỷ, thiếu tao 3 triệu à. What? Thiếu 3 triệu à. Mà nó trả tiền rồi luôn rồi. Nó trả rồi luôn. Trả rồi luôn. Chết mẹ vậy là lỗ rồi. Ủa sao vậy? Hố Đào tới 4,5 triệu. Trời, có sao đâu mà. Có sao đâu hả? Bao nhiêu tiền? Cả vấn đề. Vấn đề gì? Bởi vì em đào cái hố đó từ tiền của đại ca. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Look at me. Look at me. Trời ơi. Trời ơi. Thằng khốn nạn. Mày lót tiền cho Vĩnh Nhạc đúng không? Không phải, nó đang cua em gái em. Mày tốt lắm, xong cái live show này tao chôn mày với nó dưới đây luôn. Nha, nha. Mày yên tâm đi. Bây giờ lỡ nào có hố rồi không chôn thằng này thì mình chôn thằng khác có gì đâu. Thằng khác thằng nào? Thằng Di. Thằng Di thiếu nợ đại ca. Nó thiếu mấy tỷ. Không lẽ đại ca quên phải. Đại ca phải đi khắp nơi để tìm kiếm nó. Mất cả tuổi thanh xuân của mình. Đúng. Ngay cả cái thời gian mà kiếm bạn gái đại ca cũng không có. Rồi bây giờ cũng không có thời gian tìm một cô gái để gọi là thành gia lập thất cũng không có. Phải. Ngay cả căn bệnh chữa hôi nách mà đại ca còn không có thời gian mà. Mày điên mà có... Nó hơi... Đại ca yên tâm, em tìm nó, em sẽ chôn nó dưới cái hố này. Mày chôn nó rồi lấy ai trả tiền cho tao? Bắt nó trả tiền xong em chôn nó xuống cái hố này. Nó trả tiền rồi bắt bớ chôn nó hố này. Lỡ nào thì chôn nó xuống lấy số. Mày lấy số má hay lấy số tù? Đi cơ khơi có bản số trước ngực kìa. Mày thấy mày ngu không? Ủa mày tên gì vậy? Ủa cái tên ta tên tiếng Anh khó đọc lắm, hỏi hoài. Tên gì nè? Xíu Việt. Ê, ngu quá. Ngu vậy? Xíu Việt là ngu. Mày ngốc. Hay ngu. Ngốc. Ngốc với ngu là một. Ngu là ngu như chó luôn. Ngu là ta chửi ngu như heo, như bò, như chó luôn. Tên này là ngốc, cái tên nó dễ thương, tên tiếng Anh. Xíu Việt. Ngốc nghếch. À chị hả? Ngốc nghếch, hiểu không? Chị gọi là ngốc nghếch. Đó hả? Ngốc nghếch nói nghe. Đào hố này để chôn thằng đó. Dạ. Vậy sao để tên tao trên bia mộ? Tại tên anh với tên nó giống nhau. Tao tên gì nè? Trần Long. Nó tên gì? Nguyễn thì sống gió bạc phận, Trần thì ái di. Giống chỗ nào? Giống chỗ nào? Mày thấy giống chỗ nào? Chữ Việt đó. Chắc chôn này quá, chôn cho tao. Ê, đại ca. Bình tĩnh, để có nói như thế nào. Hở cái đất là thiệt luôn. Em là tại em hâm mộ đại ca, tên đại ca lúc nào cũng trong tâm trí em. Đại ca yên tâm đi. Em thấy bậy bậy mấy chuyện đó chứ. Có chuyện gì làm đứng ra bảo vệ đại ca liền. Tốt gì vậy, tốt. Dạ. Nè, không có cà rỡn nữa. Tụi bay tản ra cái khu này, kiếm cho bằng được thằng Di đó cho tao, rõ chưa? Rõ. Còn mày. Dạ. Nhiệm vụ quan trọng hơn, kiếm cho tao một người. Đang giây phút này. Trời ơi. Đúng rồi, trái đất hình tròn mà. Mày biết người này hả? Không, nó chụp ngay trái đất hình tròn nè anh. Tròn vậy sao tròn. Mày cứ cà khịa với tao hoài. Cho nó vui. Ừ. Biết đây là ai không? Ai vậy đại ca? Đây là ân nhân của tao. Ân nhân của đại ca? Phải. Nếu như ngày đó không có vị ân nhân này, chắc có lẽ tao sẽ không còn đứng đây. Không đứng đây thì đại ca đứng đâu? Ý là không còn đứng đây. Ơi, không đứng đây đại ca tính đứng đâu? Đứng trên đầu mày á. Đứng đây là không có toàn mạng đó, hiểu không? À vậy hả?
Thôi em hiểu ý của đại ca rồi. Đó, ân nhân của đại ca cũng như là ân nhân của em. Bởi vậy nói cho kỹ, nói một lần nữa, tại vì suốt 30 năm qua ta tìm chú ấy nhưng chưa bao giờ tìm được. Nghe thông tin là chú quê ở đây cho nên bằng mọi giá kiếm được chú, nghe rõ chưa? Ok đại ca. Ừ. Cái chú đó ở đây đúng không? Đúng rồi. Thằng bé nào đứng cái bên không mặc quần đây? Tao á. Bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi mà không mặc quần ngốc nghếch. Ê đừng có khều khều, nó rụng cái nụ bây giờ. Để cái hình nó nguyên dạng đi. Ừ. Bao nhiêu năm rồi đại ca? À, khoảng hơn 30 năm thì phải. Hơn 30 năm rồi. Ừ. Chú này giờ còn sống chắc trăm mấy tuổi à? Trăm mấy là con quỷ đó mày. Mày điên hả? 80 mấy tuổi thôi. 80 mấy tuổi à? Ừ. Em sẽ tìm ân nhân cho đại ca. Đại ca yên tâm đi. Rồi tốt. Cho em thêm cái thông tin gì về chú này đi. À, chú ấy tên là Tường. Tường. Ok đại ca, đứng chờ em. Rồi. Ê, đại ca, đại ca, đại ca. Hả? Tường có gờ không? Không phải là có cái gờ Tường không? Ý là cái tên chú Tường có gờ không? Tường nào không có gờ? Trời đất ơi, ngoài đường giờ người ta tên là Tường, Tường không có G không? Vũ Cách Tường đó. Mày đi, người ta là Tường phải có G. À, Tường có G. Tường phải có G. Em sẽ đi tìm người này cho đại ca. Tốt. Quên. Cái chuyện gì đại nữa? Đại ca nghe em dặn nè. Sao vậy? Ở đây một mình á, thì đừng có giao lưu tiếp xúc với ai nha. Khu này là em tìm hiểu rồi. Bởi giờ ở đây có một cô gái rất là đặc biệt. Cô gái rất đặc biệt hả? Dạ. Cô ấy đẹp lắm hả? Trời ơi, còn hơn vậy nữa. Cô ấy giàu có lắm hả? Hơn vậy nhiều. Trời ơi, mày làm tao nôn nao quá. Cô ấy có gì đặc biệt? Thấy được ma. Mất mẹ cái nôn nao luôn. Phải không vậy? Còn nghe nói nha, cũng có thể thấy được người âm và có thể nói chuyện được với người âm nữa. Tối 12 giờ cổ hay ra hát cho người âm nghe. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá, trời lạnh quá, sao đành nghe bỏ chị em một mình. Alo. Thôi, đang bận công việc mà. Đang đê đê, tự nhiên đủ chơi bê đê. Tào lao. Đang đê đê công việc. Đang đê đê, bê đê. Ai biết em coi rủ qua điện thoại. Ai biết đâu. Lao, làm em hết hồn. Nãy em tưởng là cổ hát không. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá, trời lạnh quá. Alo. Ở đang đắng đê đê rủ đi karaoke. Ta mày thiệt. Mày để em nhạc chuông y chang tao vậy. Em hâm mộ anh, em idol anh. Đổi nhạc chuông đi. Làm cái gì làm cái đó. Ok. Hết thồn luôn à. Đổi nhạc chuông. Ừ. Kiếm cuộc gọi luôn. Mệt. Hết thồn làm tưởng bá hát không à. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Alo. Ê là trời, công việc của tao đang đăng đê đê mà mày nghĩ sao rủ tao chơi bịt mắt mắt vậy? Trời. Ê đầm ơn, đổi nhạc chuông luôn nha. Sao lại nhạc chuông giống tao quá vậy? Em thần tượng đại ca mà. Thôi tao đổi hết luôn, tao đổi luôn. Đổi, tao luôn, đổi luôn, tao đổi luôn. Hết thồn à, làm tưởng tưởng bá hát. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Đại ca. Nghe cái tiếng đó. Ở dưới cái phát ra. Ở dưới cái hố rồi đại ca. Thần nghe ngốc nghếch. Trời ơi, ngốc nghếch. À, ngốc nghếch ơi. Cẩn thận. Alo nè. Đang năng năng đi đi, đủ ăn lẩu dê, tào lao. Em chuyển cuộc gọi rồi mà nó chẳng. Mày làm ơn mày dẹp hết giùm tao nha, một xài lần hai nữa. Máy ừ, là tao chôn mày dưới luôn nha. Dạ. Hết thồn luôn, anh nãy này làm tưởng đó. Thôi. Bả vui đùa không à. Nói nghe. Bây giờ đi chung mấy tụi nó kiếm thằng đó cho tao, nhanh lên. Dạ. Còn mày nhớ nhiệm vụ chưa? Đi liền thôi. Đi, anh ra đi em đi, đi vòng đường kể thêm. Thêm chuyện gì? Ở đây ghê lắm nha, cô gái đó bình thường cũng còn dí dòng chạy vòng vòng. Mày điên làm gì có chuyện đó chứ. Trời đất ơi, chuyện có chuyện thiệt đó. Trả lại cho em. Đừng đi. Trả lại cho em. Đưa em bao được. Trả lại cho em. Đưa em bao được. Trả lại cho em. Trả lại cho em. Trả lại cho em. Tôi. Trả lại cho em. Cái này của em. Của em. À. Của em. Anh. Của em. Trả lại. Trời ơi. Cái này. Tránh ra đi. Thôi, qua đây đi. Của anh mà. Không? Trời ơi là trời, mấy ông nội ơi. Mấy ông nội quậy quá, mấy ông nội ơi. Tao nói ở từ lúc sống quậy rồi bây giờ chết xuống đây là nằm cũng quậy. Nguyên cái khu mồ mả này ai cũng phản ánh với tôi á. Nói là tụi con như là cô hồn vậy đó. Ủa? Tụi con là cô hồn mà. Ờ ha quên. Hay da, nè, nói nghe nè. Hôm nay á cô phải dạy cho tụi con bài học ấy. Chứ thiệt á, tụi con lúc sống á cũng gây nhau, rồi chết và nằm cạnh chung mộ cũng gây nhau. Như vậy là không bao
bao giờ được hết. Mình sống là mình phải yêu thương, đoàn kết lẫn nhau. Nhưng mà tại ảnh đó cô. Sao vậy? Ảnh giành đồ chơi của con hoài. Giành đồ chơi đây. Bữa hôm qua cô cúng cái đồ chơi cho con rồi, cái đồ chơi con đâu? Dạ đây nè, con búp bê. Ủa, con búp bê hả? Chết dạ. Cô xin lỗi, cô vô cúng lộn búp bê nữ. Cái này không phải của con này, của dông nữ. Không, cúng hả? Đúng rồi, cúng đúng rồi. Trời ơi, nguyên cái nghĩa địa này có dông gái nào chết đâu. Cúng cho con là đúng rồi. Con thích búp bê gái hả? Dạ. Ê, nói nghe nè. Bộ cái dông này, cái hồi mà nó còn sống, nó về vậy? Ta nói hả, BD chết đầu thai mới hết rồi. Ê, không có đầu thai à. Con thà con vất da vất dưỡng chơi búp bê vậy mà vui. Trời ơi, nó vất da kiểu nó thích luôn kìa. Hèn gì ta nói bữa hôm á, cô đang nằm ngủ ha, cái nghe tiếng thủ thủy xin cây son, cô nghĩ chắc nó quá. Không, con á. Ủa con hả? Dạ. Trời, con cũng vậy luôn. Thấy cô á, yêu thương con dữ quá. Con mới thỏ thẻ cây son tặng cho cô đó. Ồ. Dạ. Gì hả? Tặng cho cô hả? Dạ. Con ở không quá. Cô còn sống mà tự nhiên tặng cây son mà bằng vàng mã chi vậy trời. Thì sao cô xài? Thương con quá à. Thôi con ấy con thương cô là được rồi. Dạ. Thôi con ấy con đốt lại cho cô ha. Ai đốt gì? Đâu có nhận được nữa đâu. Chứ cây son này giờ sao vợ? Nè bà. Cảm ơn. Tôi thích cây son. Không nhận á. Tụi con dễ thương, dễ sợ luôn á. Mà cứ vậy đi nha. Đừng có mà gây nhau nghe chưa. Dạ. Hôm nay á, cô sẽ cúng cho tụi con đồ ăn rất là ngon. Ồ. Đợi cô chút xíu nha. Đây, đồ ăn của tụi con đây. Wow. Hôm nay cô cúng cho con nhiều đồ ăn lắm nha. Đây. Tên. Biết là thịnh soạn. Snack nè. Yeah. Sữa nè. Wow. Nè, cái này là trái cây nè. Wow. Tả nè. Tè. Trời ơi. Tao nói hồi còn sống hả? Lạ hả? Tè dầm. Giờ chết cũng tè dầm. Chẳng lẽ giờ tôi làm cái dông, cái bia mộ dông, cấm dông tè. Thôi con hết tè rồi. Nè. Dạ. Thương tụi con lắm. Lúc tụi con sống á, là không có cha mẹ chăm sóc cho tụi con. Ừ. Chết xuống đây giờ á, thì cũng có cô ở đây nè, cô cai quản cái chỗ này. Rồi cô lo cho tụi con. Dạ. Rồi tụi con hưởng đi nha. Dạ. Rồi. Thì cô vô trong cô lo cho mấy cái mộ khác nha. Dạ. Ăn đi. Dạ. Đừng có giành nhau nghe chưa. Dạ. Cô đi cúng mấy cô. Anh ơi. Anh. Trời ơi em thương cổ ghê luôn á. 30 mấy, 40 tuổi đầu rồi mà không có chồng con gì hết, cứ suốt ngày lo cho những người dứt da dứt dưỡng như tụi mình. Cổ á là người sống mà cổ dứt da dứt dưỡng, không biết cổ chết á cổ dứt tới đâu luôn á anh. Bởi vậy á mình phải độ cho cổ có được tấm chồng hen. Dạ. Thôi ăn đi. Ừ. Cầu ông bà độ cho con có đồ ăn ông bà ơi. Mấy thằng em khốn nạn bỏ đi đâu mất tiêu à. Khổ mà. Trời ơi. Ông bà độ buffet luôn. Nhiều đồ ăn quá. Phải, cái này của tuổi tôi. Có trái cây nè. Ừ. Có khăn. Có tả, có sữa. Hả? Không lẽ đây là mộ của mẹ bỉm sữa? Phải. Đồ của tôi mà. Lấy ăn miếng thôi. Phải đồ của tôi. Đồ ăn của... Hết trà nhang chưa tàn sao ăn. Ờ, ít ra phải vậy chứ. Đợi nhang tàn bao giờ. Ơi, trời ơi. Trời ơi, con ra. Có người lên rồi, con ra ơi. Ôi cô, có trai lấy con nè. Trai nào lấy con, trời có đầu trâu mặt ngựa lấy con nha, lấy con. Trời ơi, con quýnh quá, con quên. Cái chú này lấy đồ ăn của con nè. Dạ. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Cha kia. Tự nhiên cái đồ ăn của ta cúng cho dông, tự nhiên cái trưa người ta chưa hưởng, ông vô nhào vô ăn. Cô mắc cười ăn một miếng có sao đâu. Không, có không đồ ăn của họ là gì ảnh hưởng đến cái ăn của tôi. Không có được như vậy. Hình như là ai quen lắm nè. Là ai Quen lắm. Em nhớ em gặp anh ở đâu rồi. Anh phải tên Cao đúng không? Cao nào? Cao tóc. Không phải. À nhớ rồi. À. Anh Long đúng không? Anh Long đúng rồi. Long Thành. Không phải luôn. Em nhớ chỗ nào ta? Nhớ kỹ. Chỗ nào mà nó ở ngay cái tàu ta? Đúng rồi cái tàu. Dũng
Vũng Tàu. Vũng Tàu, em ơi, vui lắm nè. Bây giờ nãy giờ là em dắt anh đi từ cao tốc tới Long Thành tới Vũng Tàu luôn đó em. Đi 2 tiếng đồng hồ dắt anh đi phượt hả? Không phải, anh là Long. Long là con của ông từ bé. Ngày xưa ba anh làm chung xưởng tàu với ba em đó. Thời điểm đó hai đứa mình học chung trường đó, nhớ không? Em nhớ rồi. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Cái hồi đó anh gặp em. Đúng rồi. Hãy mỗi lần anh gặp em, anh đều ảo thuật cho em xem. Hey. Oh. Wow. Vậy? Nhớ rồi. Hồi đó anh hay làm ảo thuật tặng hoa cho em. Mà cái loại hoa em thích là cái loại hoa thúi địch đó. Cái mùi nó hơi kỳ mà thích, dễ thương quá. Nó còn mùi. Nhưng mà không sao, em nhớ rồi. Em nhớ chưa nè? Lúc đó em học lớp 7, anh học lớp 9 đúng không? Anh lớp 7, em mới lớp 9. Sao? Cái đó là mình phải tự hào chứ. Sao vậy? Ông bà người ta nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Em nhớ hoài lúc đó là anh yêu em lắm đúng không? Em yêu anh. Cũng không sao, không sao. Em nhớ rồi. Cũng chính vì cái hồi đó mà em quá yêu anh. Em học lớp 9, anh học lớp 7. Em cứ ráng em ở lại lớp để em được gặp anh. Và ước mơ cũng thành hiện thực. Ngày anh bước vào lớp 9 là ngày em vừa bước ra khỏi lớp 9. Ủa? Sao vậy em? Học ngu quá bị đuổi học chứ làm sao? Anh hiểu rồi. Nhớ mãi nhớ. Nhớ mãi kỷ niệm không phai. Không kỷ niệm nhớ mãi không phai, không phai, không phai. Đó là kỷ niệm mà anh dắt xe đạp khi mà tan trường ra. Đứng trước cổng trường anh ngó qua ngó lại. Anh rất là sợ em, anh rất là sợ em. Anh sợ em của anh đúng không? Không, anh sợ em bối tiền anh. Em mới đi đường này, anh chạy ngõ nhỏ phố nhỏ. Anh dắt xe đạp chạy ngõ nhỏ phố nhỏ. Đấy rồi, anh vẫn gặp em. Chà rồi, em nói rồi xong đi kiếm tiếp, đi kiếm tiếp. Thật ra chưa đi nói được tiếp. Mẹ vậy nhảy bài đi vô vậy thôi hả? Vậy thôi cứ lẹ lẹ lắm mốt okay. Gì đó. Anh cảm ơn anh nha. Em nhớ hết chưa nè? Em nhớ hết rồi. Vui quá anh ơi. Vui chưa anh ơi? Mình đi khách sạn đi anh. Ủa em thuộc diện bảo tồn mà em mới gặp anh đủ đi khách sạn rồi sống vòi nha. Không, anh mới là nghỉ dội đó. Thực sự ra ở ngay cái khu này vậy nè nóng được lắm, mình đi vô khách sạn ngồi nói chuyện cho nó mát mẻ mà. Thôi được rồi em, lâu lâu gặp em lại nhìn thấy em là vui rồi anh. Lâu ngày quá không gặp anh. Ngày xưa em nhớ anh rất là đẹp mã. Lâu ngày gặp anh cũng đẹp mã. Hôm nay cơ duyên chúng ta lại gặp nhau ở mồ mã. Không sao em, yên tâm đi. Và bây giờ anh sẽ biến nơi Gò Mã này thành một nơi lãng mạn nhất. Anh chị dùng gì? Cho thùng bia nhậu. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đi ra quán nhậu luôn vậy mấy má? Ủa sao có thằng karaoke hát vậy? Ê, dẹp. Lãng mạn không có bia rượu, lãng mạn không có bia rượu. Dẹp liên. Em thông cảm nha. Mấy đứa này nó dũng về. Yên tâm đi làm lại nè. Anh sẽ biến nơi này thật nơi lãng mạn nhất. Em bước lên đây. Món quà này là dành tặng cho em. Chờ lấy nhé. Lẹ lẹ nè mấy đứa ơi. Ngon gì bằng. Nào,
mở lên nào. Gì vậy anh? Ghế tình yêu. Một ghế tình yêu hả? Ngồi sao ta? Ngồi đó, em ngồi đi. Đây em ngồi đây hả? Anh ngồi mà. Đâu. Em ngồi đây, em ngồi lại, em ngồi bên đây. Ừ đó. Không được. Dạ. Mấy ngày liền. Không được á. Ê, đổi led luôn đi mấy ba. Đổi led luôn. Đó vậy đúng nè. Đó vậy dễ thương hơn. Đó. Mấy đứa nhỏ nó hơn 18 cộng một xíu em nha. Cảm ơn anh. Ngồi đi chứ. Thật sự là hôm nay gặp được anh. Anh lại làm một cái khung cảnh lãng mạn như thế này. Anh lại mướn một cái vũ đoàn về đây múa tặng em thích quá à. Em nói gì vậy? Em trả tiền mà. Bớt giỡn đi anh. nói chơi thôi. Để kỷ niệm ngày hôm nay anh tới đây rồi. Em sẽ có một món quà đặc sản ở tại đây em tặng anh. Trời ơi, anh rất thích những món quà đặc sản. Đợi em chút nha. Anh đợi em chút xíu. Nhớ nha, đặc sản nha. Đặc sản nè. Thích lắm luôn á. Dễ thương gì đâu á. Lâu ngày gặp lại có quà tặng cho mình nữa. Cỡ chết luôn á chị. Vui không? Em ơi, anh sợ ma chúa luôn á. Ủa anh làm gì đâu? Sợ lắm. Tóc dài quá. Mới gội đầu. Trời, biết là vẫn còn sợ em nha, vẫn còn sợ. Ủa, không có lãng mạn hả? Không lãng mạn đâu, tôi có ma mị. Thôi. Rồi. Nói nghe nè. Anh ở trển xuống á. Anh ở đâu ở trển xuống em? Ở trên Sài Gòn xuống á. Sao nè? Chắc mồ hôi mồ kê nhễ nhại lắm phải không? Trời ơi, em tin ý vậy sợ luôn, đổ mồ hôi luôn á. Để dông, tặng dông, anh dông cái này để anh thấm mồ hôi nè. Cái gì vậy nè? Nè. Trời ơi, thích dễ sợ luôn. Thấm điều cái gì nè? Hút dầu dữ lắm. Hút cái bực nè. Gì vậy? Với tiền vàng bạc. Không xài em nha, cái này không xài không em sợ nha hả? Không xài. Ê, có cái loại này nè. Cái gì nè? Nó mỏng, nó hút dầu hơn. Trời. Lấy xài đi. Tình dễ sợ. Ủa, có chữ nghĩa gì vậy? Dạ, cái giấy bùa đó. Anh bùa. Không em nha, cho đứa nào nó hiện thực chút xíu em không ơi. Không hả? Ê, em biết là anh thích mùi thơm lắm phải không? Tình ý quá, cực kỳ rất thích dầu thơm luôn đó. Em sẽ tặng cho anh bó nhang thơm Hà Nội. Có cái khác không em? Dạ có. Cái này là để kỷ niệm tình yêu tụi mình nè. Bỏ vào đây nè. Kỷ niệm nữa, ngại ghê. Khung hình. Không luôn em nha. Không luôn nha. Ừ. Có cái khác không? Anh thích cái gì? Anh thích là thích cái gì nó không có thiên về hiện tại mà thiên về sau á. À, về sau hả? Về sau đi em. Nè, cái này cho anh xài lâu dài luôn. Đủ cốt. Bỏ hình vô đây nè. Mà em biết là cuộc sống của anh á, lúc mà còn trẻ em không lo được cho anh. Nhưng mà anh chết giờ đây em lo cả đời. Không cần em nha. Rồi em tặng anh đủ bộ đi đầu thai luôn rồi. Ừ nha. Thôi cất vô đây đi anh. Thôi cất lại đi ha. Cái này cất lại đi ghê anh. Quá à. Ừ. Rồi sao nè. Anh. Lâu quá không có gặp nhau. Cho em hỏi nè. Em hỏi đi nè. Anh có vợ con gì chưa? Tôi thật với em á, từ lúc mà anh may mắn được chia tay em, anh có bạn gái, anh không có vợ con. Hả? Anh còn nguyên. Hả? Em thì sao? Thì từ lúc bị anh bỏ đó. Ở không đâu có ai theo đâu. Thực ra là từ ngày giờ ở vậy đó, em giờ là còn nguyên á, hàng chưa đập thùng luôn. Vậy sao? Ô, mình hợp nhau quá. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Em nè. Dạ. Chị tính nói giờ em biết khách sạn là gì luôn hả? Trời ơi, nãy em nói chơi chứ nhà trọ em còn không biết sao mà biết khách sạn. Sao em hay quá vậy, anh cũng không biết khách sạn nhà trọ thế nào luôn đó. Ồ vậy hả? Mình hợp nhau quá. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Tại sao không cúng cho tôi? Hãy cúng cho tôi. Ông bình tĩnh. Tôi biết lúc còn sống ông có nhiều nỗi đau.
nên bây giờ ông có một cái chết rất là oan ức. Ông, ông bình tĩnh đi. Ông thả cái tâm hồn mình nhẹ nhàng đi, bỏ qua hết đi, thì ông sẽ có một cái chết thiệt là thanh thản. Rồi tôi sẽ cúng cho. Dạ. Tôi sẽ cúng cho. Cô ơi, sao cái dòng chú đó dữ quá vậy cô? Dạ, sao vậy cô? Thì con đừng có lo, chú cũng có cái uất của chú đó, nên chết thì chú đau khổ rồi chú dằn vặt vậy thôi. Lát nữa cô cúng cho chú rồi chú không quậy con nữa đâu. Tụi con đừng có sợ nữa nha. Dạ. Thôi đi ra chỗ khác chơi đi. Dạ, thôi đi về. Ở quá. Trả lại cho em. Nghe ơi. Dạ. Hả? Em nói chuyện với ai vậy? Có lẽ em nói ra thì chắc anh sẽ không có tin. Thực ra là em đang nói chuyện với người âm đó. Mày không nhớ thôi, mày không nghe tiếng mày nữa. Cô gái đó, cổ có thể nhìn thấy người âm và nói chuyện với người âm nữa. Nói vậy, cô gái tại đây nói chuyện được với người âm, đó chính là em. Là em? Anh đừng sợ. Anh từ từ bình tĩnh. Để cho em nói chuyện với anh. Anh đừng có sợ. Anh biết rồi. Nhưng mà anh không biết là làm sao em có khả năng đó. Tất cả nó xảy ra cũng từ một cái nhân duyên đó anh. Lúc trước khi ba em mất đi, em sống một mình bơ vơ lạc lõng, không nơi nương tựa. Rồi khi đó em được nhận vào làm công nhân may ở một cái hãng xưởng nhà máy. Em đi làm, ngày nào cũng đi làm hết, đạp xe một lần mấy chục cây số vậy đó. Rồi có một ngày em nhớ, em đi làm về mà trời mưa dữ lắm. Em đạp xe, em đạp mà mưa lớn quá em không có thấy đường luôn á. Không có thấy đường để đi luôn. Từ xa em thấy có một anh đèn lại đó. Có một cái xe tải. Nó đang mất thăng. Nó lao lại gần em. Trong bệnh viện, em mở mắt ra, xung quanh em có nhiều người lắm anh ơi. Có bác sĩ, có y tá, có những người không mắt, không tay, không chân. Họ nhìn em sợ quá, em quá sợ. Em sợ quá, em chạy ra ngoài đường. Ngoài đường có những người họ đang đi lại gần em kìa. Họ tự tử, họ chết đường, chết chợ. Họ không tay không chân. Em sợ quá. Em chạy qua bên này. Em không thấy người nữa. Em sợ quá anh ơi. Họ đi theo em. Đi theo em. Cái gì mà trong lúc này em á, nói với em nhiều lắm. Họ đi theo em. Họ nói với em. Đừng nói nữa. Sau đó em gặp được một vị thầy. Vì thầy nói em chết đi sống lại là một cái nhân duyên lớn của em.
một cái may mắn của em. Em sẽ thấy được người âm và em sẽ nói chuyện. Em sẽ thấy họ và em nghe họ nói chuyện. Thầy nói là phải giúp những người chết. Tại vì khi sống, họ cũng rất là khổ. Mà chết họ cũng... Ủa anh còn sống em ơi, còn sống luôn đó em ơi. Em xin lỗi anh, em bị rối. Nãy giờ em tiếp xúc với người âm nhiều quá, em quên, em tưởng anh cũng chết luôn. À, vậy rồi. Vậy là em coi săn sóc của mấy cái mộ đây luôn á. Dạ, hả? Thực ra là cái mồ mả này nè, cái đất nghĩa trang Hương Quảng này là do em cai quản. Nó cũng từ là cái miếng đất này anh biết không? Nó không phải là nghĩa địa nghĩa trang gì đâu. À. Nó là một cái miếng đất của Bác Năm. Năm hả? Bác Năm ở đây nè, ngày xưa bác sống á, bác còn sống bác tốt dữ lắm. Bác thương mọi người dữ lắm, bác nói là khi mà bác chết đi á, là nếu mà ai không có chỗ chôn cất á, cứ về đây. Để đây, rồi ở đây chung với bác. Đây nè, cái mộ bác Năm đây nè anh. Dạ, à, đó, mộ hả? Những người xung quanh này là không có người trông coi, em lo hết luôn đó. Ồ, cái mộ này lớn lớn này, mộ của vợ bác luôn hả? Không phải, mộ này là của một cái cô nghệ sĩ nổi tiếng lắm, bạn của bác. À, vậy hả? Cô này cô chết rồi. Mà được cái hả, cổ được nhiều fan hâm mộ tới đây cúng kiến đồ tặng quà miết à. Vậy hả? À. Là tất cả mấy cái mộ đây là em săn sóc hết luôn. Trời ơi, mấy mộ đây là em trông coi hết. Ủa vậy mà, tại sao mà... riêng cái mộ đó em không trông coi kỹ để có mộc tùm vậy? Thì thực ra là cái mộ này em cũng tính trông coi đó. Nhưng mà bác có hai người con. Ờ. Hai người con trai, bác cứ muốn là hai người đó phải về chăm sóc cái mộ phần của bác. Bác không có cho em chăm sóc, bác đợi con bác về. Mà không biết họ đi đâu, họ đi hoài, họ không có về. Mà thiệt tình á, ở đây vui lắm đó anh. Ở đây vui lắm hả? Dạ. Ở Sài Gòn có phố đi bộ, ở đây có dông đi bộ vui lắm. Có dông đi bộ luôn. Dạ. Em á nha, em tiếp xúc với người âm riết em quen rồi, em không thích chơi với người dương đâu. Ủa sao vậy? Tại vì cái người còn sống á, nhiều lúc mình tiếp xúc á, đâu biết họ tốt hay xấu đâu. Đúng rồi. Ví dụ như hôm nay em tiếp xúc với anh nè, anh cười nó nói vậy cho biết anh là ai. Biết anh có phải giang hồ ăn cướp gì không? Đâu có, em nói sao vậy? Không có. Dạ. Alo. Mình chắc không? Ok, tao tới liền. À em nè, nó nghe nè. Dạ. Ừ, chắc anh phải đi công chuyện ở đây chút xíu, à xíu anh quành lại chơi với em nghe. Dạ. Em lại chơi với dông vui vẻ nha. Ồ anh. Cô ơi cô. Cô ơi cô. Gì vậy cô? Trời ơi, nguy hiểm quá cô ơi. Bà Âu. Dạ. Bà Âu, bà tới bà quay MV nữa kìa. Cái gì? Bà Âu quay MV nữa hả? Dạ. Chạy đi con ơi. Chạy đi. Một vật này cầm tính con nợ tên ở nhà gọi là béo. Mà từ thuyết nhiều những năm là hoạn thư. Mị không nghe mẹ, mị cứ bu theo não. Sớm mà có ngày để heo cắn phanh thay. Não từng vua mẹ nhưng mẹ không ứng. Não phải cho mày trong mày lại ứng. Không lấy được mẹ rồi lại muốn ly quân. Đàn ông như vậy không đáng một xu. Khi mày đâu đều hào đúng là con ngu. Để mình nói cho tai nghe. Tâm hồn này chẳng để nặng nề. Thương cha cho mẹ thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi.
thì tai nói tắt nhạc rồi, tắt nhạc đi. Ôm sùm quá. Cái gì vậy? Không, ơi, đang dư chúng này nó dư tiền lắm hay sao á? Nó xịt lạnh dò hết trơn trời à. Bây giờ tôi nói ông nghe vậy. Ông á, ông phải kinh nghiệm. Dạ. Khi mà ông quay MV, ông hiểu không? Mà ông cứ kêu người ta xịt khói, xà khói ra hoài là người ta cái máy không có thấy hình ông. Tôi đâu có kêu đâu. Cái thằng ở trong đó nó xịt kìa, xịt đặng nó lấy tiền. Trời đất ơi. Nó không xịt sao nó có tiền về, chủ nó đánh nó sao bà? Xịt lạnh dò hết trơn hết trọi luôn. Nhưng, nhưng mà cái khói nó tan ra xong là coi như là ông tan luôn đó. Mình bây giờ vong rồi chứ không phải con người nữa đâu. Trời ơi tắt đi, dư tiền quá à. Lạnh quá mấy máu. Khổ ghê. Còn bà nữa, con nè con đó. Tự nhiên bà đè tôi ra bắt tôi mặc đồ quay MV suốt ngày vậy hà. Nhưng mà ông dở lắm. Tại vì ông mà mình chưa hoàn thành xong cái MV này, cứ mỗi lần tới ông ra là có chuyện, ông ra là có chuyện. Ông phải hát cái lời của ông nữa. Thôi, lời của tôi gì? Lời đó là của tôi, nghe. Mà tôi nói bà nghe nè, có một cái bài mà để Mỹ nói cho mà nghe, là được công nhận cách đây là mấy chục năm ha. 2019 bà, đúng rồi, bà hot cái bài này ha. Bà hát chung với cái bà bạn của bà là bà Hương Điều á, với ông Chí Tèo á, hiểu không? Thì ai cũng thích hết á. Nhưng mà bây giờ bà không còn là Mỹ nữa, bà là Dông. Cho nên bà hát lại đi, để Dông nói cho mà nghe, hiểu không? Nó có thử rồi nhưng mà nó không có vô được. Nó thử lại coi. Để Dông nói cho mà nghe là không có được. Để Dông nói cho bà nghe hả? Thì đó, chứ nó không có ra cái chữ Dông. Sao tối ngày bà quay MV hoài vậy? Ta nói mọi người biết không? Ta nói bao nhiêu Dông ở trong cái nghĩa địa này là bà gom về. Ngày nào bà cũng bắt người ta quay hết trơn trời á. Trời ơi, vậy mà bà chưa đã nghe. Cách đây 2 ngày bà gom 2.000 dông ở bên Bình Hưng Hòa về. Ta nói chật ngồi chật không có lối đi luôn. 2 ngày sau bà không cho người ta hưởng miếng nhang nào, cho người ta kéo về bển hết. Trời đất ơi, 2.000 mấy cái dông biểu nhang đâu mà hưởng. Bá tánh lâu lâu ta cho cộng vậy thôi, ở đâu ra mà hưởng được. Mà bà làm gì bà quay một ngày 2-3 cái MV vậy trời? Phục vụ bá tánh. Phục vụ? Trời ơi, tôi quay xong tôi còn qua cái vlog ăn uống nữa. Má ơi má, hồi đó má còn sống á, má cũng quay hoài cái vụ ăn uống, giờ xuống đây cũng quay ăn uống. Ủa trên trển ăn dưới đây cũng ăn chứ bộ. Mắc cười quá à. Mình ở trên trển mà phục vụ mấy người trên trển, mình xuống đây phục vụ dông dưới đây. Bà tính cho dưới đây ăn cái gì? Nhang xào lăng. Trời đất ơi, đèn cầy mà nấu rau câu là ngon lắm à. Ông giỡn hoài. Trời ơi, đèn cầy nhà ai thấy bà nội ở đó rau câu. Thôi mệt quá, bà liệu hồn nghe. Bà mạnh bà đang kiện bà đó. Từ ngày bà xuống đây cái là bà bán cháo lú không ai ăn nữa đó. Chứ bà bán người ta ăn, ta quên cha nó hết rồi. Mình ta không ăn là đúng rồi. Ông xong khó với tôi quá à. Buồn ông ghê luôn á. Nói nghe nè, bây giờ tôi còn phải làm cho xong cái MV này. Thành ra tôi có nhắn mấy đứa học trò trên trển, có nghe đồn là có một số đứa nó xuống đây rồi. Thành ra tôi hốt tụi nó về rồi làm tiếp. Tội nghiệp mấy cái dòng học trò của bà ghê rồi đó. Đứa nào mà xuống đây là bà hốt về quay MV hả? Có hai thằng kia kìa, nó mới té xe, nó cày tay chút xíu thôi. Bà nhắn tin cho nó liền. Con ơi, chừng nào xuống nhắn tin cho U để U hốt nghe con. Mà người ta còn sống má ơi. Tôi nhắn trước vậy đó. Nè, nghe đồn học trò ông cũng xuống mấy dông rồi đó. Ông nhắn tụi nó lại đây cho tôi mượn đi, tôi hoàn thành xong tâm nguyện mà. Học trò tôi nghe tới tên bà đó quảng hồn trốn mất tiêu rồi. Sợ quay học trò hưởng ngang, hiểu không? Trời ơi, hồi đó bà trên đó bà làm bầu đã rồi, xuống đây cũng muốn làm bầu nữa hả? Cái nghiệp rồi, dứt ra không có được. Sao ông bỏ đi cho rồi cho nó không khỏe? Không có bỏ được mà mấy lần tính bỏ rồi. Mà mấy đứa nhỏ ngộ ghê á, nó tới nó thắp nhang. Thì có đứa cặp micro, đứa cái cây đèn ánh sáng, rồi đứa coi như phong phi sân khấu đồ này kia nọ à. Rồi kịch bản à. Rồi trời ơi, đó cái đồ này cũng tụi nó đốt xuống đó à. Thành ra là thiệt, tôi muốn vượt qua ghê, tôi muốn bỏ dễ sợ luôn á. Mà thì tụi nó gửi xuống là đã nguyên cái sân khấu đủ hết trơn hết trọi rồi đó à. Mà không bán vé được. Không bán vé là tại vì nó chưa đốt cho bà cái phòng vé, hiểu không? Bà nhắn lên. Con mà nói trước nha, nhắn là tụi con ơi, gửi cho U cái phòng vé, nhưng mà có con quỷ ngồi bán vé đâu nha. Trời ơi, nói được à. Trời ơi, cảm ơn ông nha, nhờ ông nhắc đó tôi mới nhớ ra. Để tối nay báo mộng cho dịp tiên. Trời ơi. Biết sao không? Mà thực sự với ông nghe, tôi đã muốn bỏ nghề rồi đó. Nhưng mà tự dưng á,
có một đứa học trò thì cái bữa nó cầm trái bowling nó cúng tôi. Ủa, nó cầm trái bowling nó cúng bà, có gì tim đâu mà làm vậy? Tôi lại tự dưng cái máu nghề tôi nổi lên, tôi quyết định tôi làm nữa. Bowling đâu có liên quan tới sân khấu đâu trời. Super Bowl đó. À. Trời đất ơi, 14 năm trời chứ ít ha. Mấy chục năm mà vẫn còn mơ tới cái Super Bowl, trời ơi. Không có chỗ này ta cày chỗ khác, ở trên trển không mừng được ta xuống đây ta mừng. Trời ơi, tôi nói bà nghe, cái đám học trò của bà không phải nó hiếu thảo gì đâu, tôi nói thiệt nha. Phải chi mà nó tới nó đốt nhang, nó đốt đồ xuống cho bả mà nó xin nó được vai diễn hay, nó được một cái dự án thành công hay là đóng một cái bộ phim nào đó mà nổi tiếng, nó đâu có xin vậy đâu. Toàn tới toàn xin số đề không à má. Tại vì ông không có hiểu, tụi nó bây giờ lớn hết trơn rồi, cũng gần đất xa trời hết trơn rồi, nó xin vai diễn chi nữa. Nó xin số đề đặng đóng tiền học cho con cháu nó. Tội lắm con mẹ kế nhiệm tôi đó. Nó tự tăng lương, nó tự tăng tiền học của mấy đứa nhỏ, tăng gấp đôi, gấp ba, có đứa gấp năm lần. Tụi nó đâu có đủ tiền để tụi nó đóng đâu. Thành ra là cha mẹ nó đi xin số đề để cho con cháu nó đi học. Ơi, ở đây có một đứa nó muốn học nè, sao bà không chỉ nó đi? Con gì hả? Con Nga đó. Con nó hết. Không, con nó có được. Có một miếng viên, miếng dùng nào hết không có được. Không, con đó tôi thấy được nha. Nó được à? Không được, con đó nó cõi trên không cõi trên, cõi dưới không cõi dưới, nó ở giữa giữa lưng lửng chụp nó không được luôn á. Không mà tôi thấy nó có duyên, bà dạy nó đi. Không, con nhỏ đó có duyên, để tôi nói, tôi kêu nó ra bà dạy nó nghe. Tức quá mà. Nga ơi, Nga. Nga ơi. Nga. Dạ. Nga ra đây, ra đây, ra đây. Ủa, bác Năm kêu con có chuyện gì không? Nè. Trời, tao không, mà ông có nói mày có duyên, tao nói mày không có duyên. Có duyên, đâu bây giờ con nói một câu có duyên đi là bà dạy con nổi tiếng là con có tiền nha. Thôi, con vô duyên lắm, con nói chuyện bị chúng quánh hoài à. Tự nó nhận mà sao ông cãi tôi không à. Mày nói một câu đi cho bà thích là bà dạy mày hả? À. Nói câu có duyên coi nè, 2, 3. Cô ơi, sao cô mập quá vậy? Cái miếng đó hồi đó tao còn sống á, chúng xài hoài đó. Tao nói thiệt, hồi tao còn sống là chỗ nào nó cũng xài cái miếng. Đúng nó xưa ơi, lắm rồi. Dạ. Tao là chuyên môn vạch mặt bả miếng này nè. Vậy hỏi vậy con xài câu này mới vui nè. Cô ơi, sao cô siêu to khổng lồ quá vậy? Cái đó mày ăn cắp miếng của người ta không có gì vui hết trơn hết trời. Dạ. Đó mình phải tự sáng tạo con. Dạ. Không không không, nó không có, nó ít duyên thôi cho nó sáng sân khấu. Dạ. Nè đó, bao nhiêu đèn nghĩa địa tôi đội vô nó hết nè. Không, để nó sáng dễ sợ không, sáng bừng luôn đó. Nè ông coi nó sáng bằng tôi không? Đó đây nè. Nói nghe, bà không phải là sáng sân khấu mà là lắp sân khấu, hiểu không? Bà đứng như vậy là không ai thấy rồi, đây nè, đó không ai thấy luôn đó. Đó, ai thấy được tôi cho 1 triệu đó. Đó. Đó, bà giạt ra cái thấy liền, thấy rõ ràng không? Thôi bà như, bà như cái tủ gì đó, bà đừng đứng vậy nghe chưa? Dạ, rồi sao buồn vậy? Có đôi khi chạnh lòng khi chạnh mà lòng chạm vô sự thật. Thôi, nói nghe nè. Nói chứ con. Bà đừng có mơ mộng là cái chuyện xưa nữa, bây giờ bà già rồi, bà hiểu không? Không, mà thiệt tình đó nào, hồi trẻ cô cũng đẹp lắm chứ bộ. Đẹp giờ mà. Già nó mới xuống sắc vậy chứ. Không, bà bây giờ bà... cô cũng còn đẹp mà con nói gì vậy? Dạ. Nè. Trời đó, coi con như môi thắm, da trắng, mắt đen. Wow. Wow. Có ứa gan không? Đó coi nè, đó bà lấy cái hình của bà hồi xưa, bà dán vô cái kiến rồi mỗi ngày bà soi 100 lần vậy đó, đó ứa gan ghê không? Giờ lấy ra nè, rồi đó, đó. Wow. Thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Ê, đừng xỉu, đừng xỉu, phải tập làm quen như tôi vậy đó. Xấu dễ sợ. Phải tập làm quen, bà hiểu không? Sao ông có thể chấp nhận sự thật một cách dễ dàng như vậy được hả? Trời ơi. Trời, giờ tôi kinh hoàng dữ vậy đó hả? Ê, mà công nhận hồi đó bà đẹp thiệt mày. Nói nào thiệt. Hay, đừng có nói gì cô buồn, cô tủi thân. Hồi ngày xưa cô rất là đẹp nha. Ừ. Cô đẹp quá cô ơi. Mà sao cô chụp hình cái hồi đó, sao cái đôi mắt cô nhìn buồn quá à? Sao nhìn kỹ thấy buồn vậy bà? Cái buồn. Hình này là trước khi cô chụp là cô có gặp một cái sự cố nhỏ. À. Sự cố nhỏ là sự cố gì? Kể nghe coi. Sự cố gì cô? Không, nó không có đáng kể. Thành ra không có gì để mà phải kể hết trơn á. Kể là buồn đi. Là buồn sao? Bị bồ đá thôi. Trời. Bị bồ đá mà nhỏ. Trời, trai bỏ mà sao cô đơn giản vậy? Sao vậy? Sao bị sao, bồ sao đá? Bị bỏ vậy? Tức là có người ngăn cản. Không có cho cô với cái người đó tới với nhau. Là trời ai? Đất ơi, người ta đang yêu nhau, nhào vô ngăn cản là sao? Quân nào, đứa nào ngăn cản mà nói tôi nghe coi. Vợ ổng. Trời, mới nghe tưởng cô tội nghiệp lắm chứ bộ. Thôi vậy cứ để, nó, cứ để nó ngăn đi. Nghe hết chuyện mới biết cô đi giật chồng ta. Sao mày vô duyên dữ vậy?
Dạ. Mày vô duyên lắm luôn mày, hiểu dạ. không? Mày nói vậy tổn thương bả. Dạ, chứ nói làm sao? Phải nói cho nó khéo khéo. Đừng có nói bả giật chồng người ta, hiểu không? Chứ nói phải sao? Nói bả là con giáp thứ 13, hiểu không? Chồng nó còn nặng bạo á. Bộ nặng lắm hả? Bộ nặng lắm. Bộ nặng lắm hả mọi người? Bộ tượng giáp nặng lắm hả mọi người? Má ơi, dưới thấy vòng hết hả trời? Má ơi, không phải mình mày thấy vòng đâu. Cả rạp thấy. Ủa vậy hả? Dạ. À, cô, mà sao rồi cái chú đó là ai? Cô kể tụi con nghe đi. Cô kể con bắt năm nghe nè. Tao muốn quên đi rồi mà tự nhiên môi mất ra. Thôi kể đi, kể đi. Thích nghe quá nè. Chuyện tình đó... sao? Lâm Ly Bi Đát không? Chú đó nhạc sĩ. Trời ơi, nhạc sĩ luôn. Ca nhạc sĩ. Wow, trời ơi, ca nhạc sĩ rồi đó. Tôi thích ca nhạc sĩ lắm đó. Ông nổi tiếng lắm đó. Nổi tiếng lắm hả? Tên gì, tên gì? Chí Hòa. Ủa trời. Cái tên ca sĩ này ngộ ha. Ta hát là ta cầm micro, chú đó hát cầm song sắt. Tên ngộ hay vậy, mỗi lần giới thiệu. Và sau đây là phần trình diễn của ca nhạc sĩ Chí Hòa với bài hát Không Lối Thoát. Đó, bài sáng tác đầu tay của ổng là cái bài Không Lối Thoát đó. Má ơi, tụi nó chơi mà thành thiệt hả trời. Sự thật là như vậy. Trời đất ơi, làm như là cái phong thái ca nhạc của ổng là nó quen với tù đầy song sắt hay sao á. Sau cái bài mà Không Lối Thoát là ổng sáng tác tiếp một cái bài nữa là Bình Minh Trong Lao Lao Ngục. Trời, trong lao ngục làm gì có bình minh. Thì bởi ổng mới ước mơ, ông hiểu không? Tức là một cái phong cách riêng, rồi sau đó ổng tự nhận, ổng mặc định là ổng thuộc cái dòng nhạc đó. Rồi nhưng mà một thời gian thì ổng bí đề tài, thành đang mang cấp cái bài mà Trái Tim Ngục Tù của người ta. Trời, đền, trời đó coi, đền bánh nha lồng nóc chợ bị chúng chửi ăn cắp nhạc. Trời đó thôi. Sao bà yêu ổng, bà ổng khuyên ổng lấy cái tên gì khác đi. Đúng tên rồi. Chí Hòa thì cũng chết. Sau cái sự cố đó thì tôi có nói ổng có đổi tên. Đổi đi. Là tên đổi gì? Là đổi tên gì cô? Chí Hòa, Chí Hòa. Má ơi. Trời, là hai lần luôn á má. Là coi như là cái tên đó là ở chung thân luôn đó. Không lối thoát không ra được luôn. Trời, ca sĩ ở trong hai lớp luôn á. Thì đó, tôi nghĩ là cái tên mà theo cái kiểu điệp ngữ như vậy nó sẽ phá được được cái huông đó, hiểu không? Thành ra vẫn bị, cho nên thôi tôi buồn quá, tôi nói thôi anh ơi, chứ bây giờ anh xài cái tên này thấy nó mệt mỏi. Trời đất ơi, ta nói đi hát á mà mỗi một tụ điểm là phải xin một cái giấy phép cho chắc ăn vậy đó. Người ta không tin là ông không gây bạo loạn, hiểu không? Ta nói từ quận 1 qua quận 3 hai cái giấy phép. Ngày Tết ông nhận 10 tụ điểm, xin 10 cái giấy phép. Trời, riết cái nơi cấp phép người ta chịu hết nổi. Người ta phái một cái đoàn cơ động đi theo ông. Trời, ca sĩ gì mà một đoàn cơ động đi theo, ai dám mướn. Thôi đổi tên đi cô ơi, chứ hát vậy rồi sao được. Khỏi cần mày khuyên, tao đổi liền. Lúc đó tao kêu ông tên nước ngoài cho rồi đi. Đổi tên gì cô? Chí Hòa, Chí Hòa đổi thành gì? Chiên Hoa Hoa. Rồi ổng hát hay ổng sủa? Ổng chuyển qua rốc, có nghĩa là ổng sủa trước rồi ổng hát sau. Trời ơi, vậy ra là trời đất ơi, bây giờ nè, ổng đến mấy cái chỗ bán thú cưng á, là nhạc của ổng không á. Hay quá à. Trời ơi, rồi sao cái chuyện rồi sao đó, sao có hai người có lấy nhau không? Thì đâu có lấy được. Trời, sao vậy? Thì đó, thì bị cản đó, thì nói chung là sau đó ổng lấy vợ đó. Ủa, ổng lấy vợ hả? Rồi, cô đi dự đám cưới không? Có. Trời ơi, không có dự mà tới bắt ghen. Trời, tụi ta đám cưới lấy nhau rồi dám tới bắt ghen rồi. Cô đi làm sao, cô kể nghe coi. Tới tận nơi đám cưới luôn á. Trời, leo lên á, đứng đánh ọt á. Đạp cái thằng ọt mà tao nói nó về nó bị trật giò luôn á. Đạp để mà chiếm cái vị trí đó, đứng kế bên hai vợ chồng nó. Dạ. Làm đủ trò hết mà nó không thấy mình luôn. Trời ơi, vậy trời. Đứng ở trên sân khấu chung đứng luôn mà không thấy mà không thấy luôn. Bị nó quay lưng lại mình mà. Nó cắt bánh mà. Nó đứng nó cắt bánh với rót rượu, không thấy mình luôn. Làm đủ trò hết. Rồi xong sao? Không sao. Xong cuối cùng cái hai chồng xuống bàn ăn, mình phóng xuống theo ngồi kế bên luôn. Có thấy không? Thấy không? Thấy không? Không thấy luôn. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Nó lo nó đếm tiền. Trời, không có một cái cặp nguyên ương nào mà khách khứa chưa về mà nó gom cái thùng tiền nó ra, hai chồng ngồi đếm hết trơn. Từ đó thì tôi giận luôn. Tôi giận luôn, không bao giờ tôi gặp cái con người đó nữa. Trời ơi trời. Cho tới lúc tôi chết luôn á. Đúng rồi, mà tôi nói nghe nè, cái người đó có cái gì hấp dẫn mà sao bà mê dữ vậy? Nói nồng ngay thì cũng nhiều người đeo đuổi tôi sau cái cú sốc đó. Nhưng mà tại tôi không có cảm xúc giống như ổng, thành ra tôi ở vậy luôn. Sao ổng có cái gì mà cảm xúc dữ dội vậy? Ông ngộ lắm, cái mặt ổng nhìn như con chó vậy đó. Thiệt, cái dòng chó cưng á, chi ngu hua mà. Trời ơi, ông biết không, mỗi lần mà tôi buồn, tôi giận, tôi là suy sụp trong nghề nghiệp đó, mà tôi nhìn ổng là tôi vui. Thực sự, mà cái đôi mắt ổng cứ lãng mạn trữ tình đó, ổng nhếch mép, cái ổng hát cho tôi nghe cái bài mà Lại Đây Bên Anh. Chị
vậy con? Mày nghe không? Mày nghe không? Nghe nghe, tôi nghe rõ ràng, có tiếng đàn nha. Có tiếng đàn nha. Nghe có tiếng đàn rõ ràng. Cái bài đó đó. Cái bài đó đó. Hả? Cái bài bài mà lại đây bên anh. Trời ơi. Trùng hợp vậy? Trời ơi. Dạ alo, con nghe ba. Bà ơi, tiếng chuông điện ơi, nhạc chờ á bà nội ơi. Dạ. Dạ dạ dạ, con với nội đã tìm được tới nơi rồi. Ba yên tâm đi, nội khỏe lắm, nội đang ngồi ngoài xe á. Có gì con gọi cho ba liền nha. Dạ dạ dạ. À, dạ chị ơi. Dạ dạ. Chị dạ. Cho em hỏi là ở cái nghĩa trang của mình á, có phần nộ, phần mộ nào của bà Nguyễn Thị Âu không chị? Dạ có. Ủa? Có phải là trước đó bà Nguyễn Thị Âu từng làm nghệ sĩ đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ở đây nè. Dạ. Mà tôi xin lỗi, tôi hỏi ủa anh là ai vậy? Dạ em là Chí. Trời, chí quà của cô kìa. Chí quà. Trời ơi. Ủa, trời ơi. Chí quà gì mà trẻ sao dữ vậy? Cô lái phi công trẻ vậy? Hả? Hả? Không phải hả? Phải hả? Ôi chị ơi. Ông kia là Chí quà mà. Chị ơi. Ờ cái gì? Chị đang nói chuyện với ai vậy? Ờ tôi đâu nói chuyện với ai đâu. Mà sao chị biết ông nội của em? Hả? Ông nội của em là Chí quà. Ủa gì anh là gì? Dạ em Chí Tài. Hả? Xạo Chí Tài gì mà trẻ dữ mày. Trời. Vậy là anh là cháu của ông nội quá. Dạ. Ôi trời, cô trời, chú. Tài ơi. Dạ, dạ con nghe nội. Có đúng chỗ này không con? Dạ đúng rồi nội ơi, để con đưa nội vô. Đừng, cho xin miếng son. Cho xin miếng son, xin miếng màu. Ôi má ơi, mang ăn 10 cây nó cũng không lên nổi má ơi. Không, trời ơi, chết rồi. Nhưng mà tôi được. Không có muốn ông nhìn tôi dung mạo như vậy. Không có được, bây giờ bà có đắp lên 1 kg phấn cũng không có được đâu. Trời ơi. Như vậy là tôi đi chỗ khác. Bây giờ bà không muốn gặp ông hả? Không. Cô, chú ra kìa, chú ra. Chú ra rồi. Chú Chí Hòa ra rồi. Ông đi bên này mày ơi, mày thật kinh quá. Ông bên này. Con này nó không nhớ Dung gì cả. Dạ thưa chị, đây là ông nội của em. Ông nội của em hồi trẻ với bà Âu đã từng yêu nhau. Ông lúc nào cũng nhớ tới bà. Suốt bao nhiêu năm qua, ông luôn bắt em và ba phải tìm cho được phần mộ của bà. Và cuối cùng cũng đã tìm được. Chào chú Chí Hòa. Chú ở trọng mới ra hả chú? Tôi tên Chí Hòa, tôi từ nhà tới đây chứ không phải ở trọng ra. Dạ. Nếu ở trọng ra thì bà phải bận áo sọc chứ có số. Dạ con xin lỗi chú. Dạ. Tội nghiệp chú Chí Hòa quá à. Chú giờ già cả rồi, ốm yếu bệnh tật ngồi xe lăn, đã vậy mắt còn bị mù nữa đó cô. Tội nghiệp quá. Mù hồi nào? Dạ. Vậy mà mù cái gì? Tôi già quá khô nước mắt, thấy chưa? Dạ. Tôi đeo kiếm sợ nước mắt nó chảy, tôi nó kỳ. À. Cô có thể chỉ cho tôi phần mộ của bà Âu ở đâu không? Đây chú, để con đưa chú vô. Dạ. Con đưa chú vô. Gặp được bà. Ngày tôi lấy vợ cho bà đau lắm đúng không? Tôi biết mà. Đám cưới tôi bà cũng tới dự. Bà dự bà ăn mà bà vẫn liếc tôi. Tưởng liếc cái gì bà liếc và coi tôi đếm tiền. Bà đau một còn tôi đau gấp mấy lần bà biết không? Con ơi, vừa phải giả bộ đếm tiền mà vừa giả bộ né người yêu mình. Buồn lắm bà ơi. Con ơi, con làm ơn con nói với ông tiếng giùm được không? Nói gì cô? Lộn mộ. Con chuyển qua đây nè con. Chú ơi chú. Lộn mộ đúng không? Dạ. Ủa sao chú biết hay vậy? Nãy giờ tâm sự mà không có cảm xúc. À. Biết lộn rồi. Dạ. Mà sao cô cũng kỳ nữa? Dạ. Sao không chịu nói sớm? Tại con thấy bác già yếu rồi mà đang cảm xúc dâng tràn, mà giờ nói lộn phải cái bác tức, bác học máu, bác chết tươi tại chỗ đây là mệt. Bậy.
thấy tôi vậy đó, ngoài 80 mà tôi rất còn khỏe. Tôi không có già yếu đâu. Dạ. Mà tôi buồn sao được, bữa nay tới gặp người yêu cũ là phải vui. Dạ. Tôi không có mệt, hiểu chưa? Đâu, chỉ có cái phần mộ của bà đây, đâu? Mộ của cổ đây nè bác. Đâu? Đó, cái bên đây nè bác ơi. Bà ơi, tôi mệt quá. Mới nói khỏe đó, giờ gặp khổ cái yếu luôn rồi. Muốn nói rất nhiều, nhưng hồi nãy giờ chắc bà ở bên này cũng nghe bên kia tôi nói gì rồi phải không? Thôi khỏi nói nữa. Cô à. Cô có thể hỏi bà là sau khi tôi lấy vợ rồi đó, bà có lập gia đình chồng con ra sao không? À, thì làm ơn, làm ơn, là làm ơn, làm ơn, làm ơn nói giùm đi. Nói tôi có chồng rồi, tôi sanh có mười mấy đứa con thôi, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Quên tôi đi. Cô ông à, vậy đi. Chồng tôi đẹp hơn ông nhiều, giỏi hơn ông nhiều. Cô à, mình phải nói thiệt chứ sao mà nói vậy được. À, chị ơi, nãy giờ chị nói chuyện với ai vậy chị? Không, tôi đâu nói chuyện với ai đâu. Nói đi mà, làm ơn đi mà, để ông quên tôi đi mà. Dạ, chú ơi, con nói chú nghe. Cô hồi đó là cô còn sống, cô hạnh phúc dữ lắm. Chú vừa bỏ cổ là cổ đi lấy chồng khác mà chồng đẹp trai hơn chú nhiều luôn. Mà hạnh phúc nè, gia đình con cái giờ cổ chết ha. Cái phần mộ cổ gia đình chăm sóc dữ lắm luôn nè, thấy đẹp không? Chú thấy đẹp không? Cô nói láo, đúng không? Dạ. Sao chú biết vậy? Tôi gần đất xa trời như tôi, chuyện gì mà không biết. Lúc mới bước vô, tôi có linh cảm là linh hồn của bà phản phất đâu đây. Nội, nó nói gì hả nội? Con à, con hãy để cho nội sống những ngày cuối cùng hạnh phúc của nội với người mình yêu. Tôi còn biết chắc một điều là bà không có lập gia đình, đúng không? Tại sao vậy bà? Tại sao bà lại sống âm thầm cô đơn tới cuối đời mình như vậy? Bà làm như vậy, tôi cảm thấy tôi có lỗi với bà. Tôi biết bây giờ bà đang đứng gần tôi lắm. Con có biết bà đang đứng ở đâu không con? Làm ơn chỉ tôi đi mà. Ở đâu? Cô đang đứng bên tay bà ấy chú. Bà đâu? Cô đang bà đứng ở sau lưng chú đó chú. Chú lại gần đi chú. Lại gần đi chú. Gần nữa đi chú. Đang đứng trước mặt chú đó. Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh. Đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh. Hãy nói ta luôn bên nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn chia ly. Lại gần với anh. Không lẽ cuối đời ông lấy tôi hả trời? Ôm lộn dâm rồi trời ơi. Chú không thấy bà đâu vậy? Chú ôm lộn dâm rồi chú ơi. Nội. Nội sao vậy nội? Cái dâm này nặng quá hay sao? Tôi ngồi xuống đây nghỉ đi nội. Nội ơi,
con đưa nó về khách sạn nha nội. Nội không sao đâu con. Chú có sao không chú? Không. Bà ơi, bà có nghe tôi nói không? Nếu bà nghe tôi thì tôi xin bà. Bà ơi, bà ngồi đi. Bà ngồi rồi đúng không? Sao nội biết? Thấy nặng. Hồi trẻ, tôi đạp xe chở bà đi chơi. Bây giờ, già rồi. Tôi đẩy bà đi dạo nha. Xe qua cô lên xe lăn cũng vui. Trời ơi, xe gì cũng được, miễn được lên là được rồi. Dạ. Đi bộ hoài cũng mệt chứ bộ. Dạ. Vui quá. Bây giờ con chạy ra con tiễn bạn đoạn đi con. Dạ. Đi con. Dạ, để con chạy ra. Ừ, ra tiễn bạn nha. Nha. Con chạy ra con xin số điện thoại anh Chí Tài, anh đẹp trai quá hả? Sao cái nghĩa địa này toàn mê trai không vậy trời? Cái bà kia chơi thân mấy chục năm, giờ cái trai rước cái bà đi liền vậy đó. Ủa không lẽ giờ tôi ở hai mộ luôn hả? Vậy là đồi thông hai mộ giờ về đây hả? Ông Năm ơi! Ông Năm! Chào ông Năm! Ông Năm ơi! Quỷ ma lùng này sao thấy ghét kìa sợ? Ông Năm! Con thấy đó, cái nghĩa trang mình bây giờ tự nhiên người ta tới ta cúng quá trời luôn á. Đúng không ông Năm ơi? Một đoàn người tới viếng mộ luôn. Để con đi lấy đoàn cho ông Năm nha. Ừ đi con, dạ. Đi. Hai đứa đi. Ê! Mà ông Năm ơi! Gì con? Con thấy là lâu rồi hai con ông Năm không có về thăm ông Năm. Nhưng mà hôm nay quá trời người luôn. Con hy vọng là sẽ có con của ông Năm về thăm ông Năm. Cho nên ông Năm đừng có buồn nữa nha. Thôi con đi giật cô hồn nha ông Năm. Đi con. Ôi, con đem đồ ăn ra cho ông Năm. Đem với cây cho ông Năm nè ông Năm. Con ăn với tụi con nha. Ông Năm ăn với con nha. Ủa em, trời ơi.
Trả lời chị, trả lời chị. Hai đứa lúc nào cũng vậy hết trơn, cái gì cũng giành giật để ông chia cho nghe. Dạ. Bây giờ cái này là của thằng Tý nè. Dạ. Còn cái này là của thằng Tèo nha. Dạ. Rồi cái trái này là của thằng Tý, trái này của thằng Tèo. Từ 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 ăn không có được giành nha không? Ông Năm. Hả? Con lằn lùn mà. Con lằn nhí nè. Ông quên. Thằng Tý với thằng Tèo là hai thằng con trai của ông. Tao quên. Nè thôi hai đứa đừng có giành giật nữa nghe không? Nhiều lắm, chia nhau ăn đi nghe không? Dạ. Không sao. Rồi không sao đâu ông Năm. Ông Năm cứ kêu tụi con là Tý với Tèo cho đỡ nhớ con nha ông Năm. Dạ. Ông Năm chỉ kêu hai đứa con của ông Năm là Tý với Tèo thôi. Hai cái tên đó ông không có kêu người khác được. Thôi đi đi. Dạ. Rồi hai đứa đi ăn đi nha. Dạ. Bữa nay người ta cúng nhiều lắm nha. Dạ. Đi đi tụi con. Đi ông Năm. Cái gì vậy con? Xin lỗi ba. Ngày hôm nay con mới về viếng mộ của ba nè ba. Alo, bà tới chưa vậy? Nè nè, tới rồi nè. Nè đây nè, tới nè. Sao tới trễ vậy? Kẹt xe. Ủa mặt bị gì vậy? Ai đánh hả? Không có, đó là chuyện của tôi. Ngày hôm nay tôi kêu bà tới đây để bán đất nè. Nhiêu? 10 tỷ. Cái gì? Cậu bị điên hả? Nghĩ sao cái đất nghĩa địa này ai mà mua mà cậu bán 10 tỷ? Ôi, thì mày đừng nói đất nghĩa địa. Chứ nói đất gì? Đất nghĩa tình. Trời, cậu á, tôi nói cậu nghe nè. Cậu bị người ta đánh, cậu thiếu nợ đi, cậu bị điên hả? Cậu nghĩ sao vậy? Đất nghĩa địa này không có ai mua hết á. Ôi, tôi biết là khó bán thiệt, nhưng mà qua cái miệng của bà là bán được hết. Gán giúp tôi đi rồi tôi chia một phần cho bà. Rồi, có giấy tờ gì ông đưa coi coi sao? Giấy tờ đất này. Rồi, cái mảnh đất này á, là ba cậu, ha, cho cậu với anh cậu. Bây giờ muốn bán á, là có chữ ký của cậu với anh cậu. Đi, đó, rồi làm đi rồi đưa tôi ký cho. Ủa, bây giờ tôi giả chữ ký được không? Thiên hả? Buôn bán đàng hoàng thì giả chữ ký. Giờ cứ nói anh cậu ký đi rồi đầy đủ giấy tờ đưa tôi bán cho. Ủa, biết nói đâu mà tìm. Kiếm anh hai làm cái gì? Ủa, nhắc linh thiệt thôi. Hai anh em cậu giải quyết đi ha. Xong rồi có gì alo tôi ha. Anh hai, hay quá. Bây giờ có anh hai đây. Anh hai ký liền em lên hai. Đây là miếng đất tổ tiên để lại, miếng đất hương quả của ba, là nơi ba yên nghỉ. Bây giờ mày đòi bán là bán sao? Hả? Phải là con người không? Tôi không cần biết. Bây giờ tụi giang hồ giết tôi nè. Nếu không có tiền nó giết tôi chết. Mày chết đi. Mày nói cái gì vậy? Mày là anh hai tôi đó. Mày muốn tôi ký vô tờ giấy này qua cái xác của tao. Nè, mày đừng có ép tao nghe chưa? Đưa đi. Mày chạy lại bà tụi con ơi. Bà tụi con ơi, 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 bà t
Sao? Số nợ mày thiếu tao như thế nào? Thật khốn nạn. Từ nhỏ tới giờ mày là thằng đạo đức giả. Mày nói tao bán đất của ba, bán tất cả đất của ba để lại. Vậy mà ngày hôm nay mày bán miếng đất cơ quả của ba. Mày có biết mày ký vô đây là khi nào mày giết tao hả? Tao biết, tao biết chứ. Nhưng nếu tao không ký, tao chết, vợ tao chết, con tao chết, công ty tao phá sản, tao hết cách rồi. Còn cái mạng của tao thì sao? Tao còn quyền. Tao xin lỗi, tao hết cách rồi. Lắm rồi, lắm. Đây xin anh, coi như giấy tờ đất này, anh chia làm đôi là Hồi Long, một nửa là nó trả, còn một nửa em trả rồi Hồi Long. Nhanh Long, nhanh Long. Mày tính không nội tao tính hả? Cái miếng đất này đủ một mình nó trả thôi. Còn phần nợ mày thì sao? Em xin anh Long ơi. Bây giờ anh đã cho em thời gian đi. Em hứa em kiếm tiền em trả nợ cho anh mà Long. Nghe Long, anh đừng có diễn cái trò đó nữa. Lúc nào đòi tiền mày cũng nói trò đó tao diễn được. Anh Long ơi, em nặng nề anh Long. Anh xin lỗi anh Long. Anh tha cho em, anh cho em cất nợ vài tháng nữa. Cho em trả, cho em nặng nề anh Long. Năm trời mày trốn. Đập nó. Anh Long à, nó là em của em. Em sẽ đang gọi Long đừng mà. Đừng mà Long. Rồi nè. Anh Long. Ngày hôm nay tao sẽ dựng cái mạng chó của mày để mày trả nợ cho tao. Cảm ơn giỏi. Buốt lòng phải lấy cánh tay mày trước. Đừng lâu. Mày nghe nè, ngày hôm nay tao sẽ làm cho mày biết tao là ai. Đừng lâu. Tất cả tụi bay đi lên. Đại ca, nhanh lên. Biết Bắc Năm hả? Linh hồn, linh hồn của Bắc Năm đăng nhập vào xác của anh Long. Không, tôi không nói điên nói khùng gì đâu. Anh hãy từ từ bình tĩnh. Anh hãy tin tôi đi. Tôi đang nói thật đó. Không tin. Anh hãy nhìn mộ phần của ba anh nè. Bắc Năm nè, Bắc Năm tất Bắc uất. Cái mộ của bác nứt ra làm đôi rồi kìa. Không, tôi không tin. Là ba đây. Là ba của tụi con đây. Tụi con không nhận ra ba sao? Thằng
Lúc con lên 10 tuổi, mẹ tụi con đã bỏ cha con mình. Một mình ba phải gà trống nuôi con. Có một đêm, con bị sốt rất cao. Ba đã cõng con chạy khắp nơi để tìm thầy thuốc. Lúc đó ba không có tiền, ba phải đành bán máu của mình để cứu con. Con có nhớ không con? Còn thằng Út, trong đêm đó vì ba không thể trông chừng con, ba đành phải gửi con cho hàng xóm. Nhưng người ta lơ đãng để cho con phải rớt xuống sông. May là ba cõng anh hai con về kịp. Ba đã nhảy xuống đó vớt con lên. Trong một đêm, ba cha con mình đã khóc rất nhiều. Tụi con có nhớ không? Dạ, tụi con nhớ. Hồi đó, hai đứa bay đã giành lộn với nhau. Ba mua cái gì cũng phải mua hai phần. Mua cây súng cho thằng hai thì phải mua cho thằng Út. Mua cái bánh cho thằng Út thì phải mua cho thằng hai. Vậy mà tụi bay vẫn không có chịu. Còn nhớ ba đã phạt tụi con như thế nào không? Còn nhớ lúc đó ba phạt hai anh em con quỳ trước cửa nhà suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ mới có 2 phút, vì xót con trai mình, ba đã kêu hai đứa vào xức dầu cho tụi con. Tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ tụi con cũng không biết thương yêu nhau? Ba không cần miếng đất này, ba ở đâu cũng được. Ba chỉ mong hai đứa thương nhau, phải biết mình là anh em ruột chứ. Ba quỳ xuống đây ba lại tụi con. Ba hy vọng tụi con sống với nhau cho đúng nghĩa, đúng cái nghĩa anh em. Ba lại tụi con. Ba ơi, đừng, ba ơi, con xin ba đừng làm vậy, ba ơi. Con xin ba đừng làm vậy, ba ơi, ba. Biết lỗi rồi. Ủa gì vậy mấy ba? Thằng nào đánh tao khóc bù lu bù lo. Thằng nào đánh tao? Anh Long, anh bình tĩnh đi. Lúc nãy linh hồn của bác Năm vừa nhập vô người của anh đó. Em nói cái gì vậy? Làm sao mà bác Năm nào nhập vô người anh được? Thật sự có mà, em đứng đây em chứng kiến mà. Nó có một cái duyên gì đó mà bác Năm phải nhập sát vô người anh đó. Đại ca, em tìm được thông tin cái người ân nhân mà đại ca kêu em tìm rồi. Ừ đúng rồi, bác Tường đó. Sao rồi? Ổng quẻo rồi. Chết rồi đại ca. Mà em nghe nói là bác đó được chôn ở đâu đây nè? Bác Tường chết rồi hả? Dạ. Anh Long, anh là anh cũng biết bác Nguyễn Văn Tường nữa hả? Biết. Bác Nguyễn Văn Tường là bác Năm đó. Mộ bác Năm ở đây nè. Đúng là bác Năm rồi, là ân nhân của anh. Vậy là anh với bác Năm phải có cái duyên gì nè, nên bác mới nhập linh hồn của bác vô người anh đó. Điều đó anh không biết. Anh chỉ biết rằng ngày xưa
lúc anh còn nhỏ anh gặp một tai nạn, anh mất máu nhiều lắm. Lúc đó má đưa anh nhanh vào trạm xá, nhưng mà anh không có tiền, má anh nhà nghèo lắm. Bác sĩ nói là phải có dòng máu phù hợp với anh. May mắn sao lúc đó bác Năm cũng đi bán máu, bác tiếp máu cho anh, cho nên anh mới thoát chết. Còn lại bác, à Long, còn hai người là con của bác Năm hả? Gì vậy? Phải. Tôi xóa nợ. À, Long, anh nói gì anh Long? Anh nói gì vậy? Mấy người này nợ anh nhiều lắm đó. Nếu như không có bác Năm thì tao đã chết rồi. Người ơn phải lấy ơn trả ơn, chứ có ai bao giờ lấy oán trả ơn đâu. Em theo anh. Cảm ơn anh. Hai người đừng có cảm ơn tôi, mà hai người phải cảm ơn ba của hai người kia. Ngày hôm nay hai người thoát cái nạn này là do phần phước của ba hai người để lại đó. Là hai anh em với nhau phải biết đoàn kết yêu thương nhau, đừng chỉ cái lợi riêng của mình mà đánh mất điều đó. Xử sự của anh rất là đại trượng phu luôn á. Có gì đâu em. Em cũng không ngờ bạn trai của em là giang hồ luôn chứ bộ. Đừng đừng có nghĩ anh làm giang hồ. Em cứ nghĩ đơn giản anh làm hồ anh giang nắng được không? Vậy thôi ha. Giải nắng nằm xương đồ. Linh hồn của bác Năm thật sự lúc nào cũng muốn hai anh phải yêu thương lẫn nhau, tại vì hai anh là anh em ruột mà. Mình phải chăm sóc nhau, lâu lâu phải về lo chăm mộ phần cho bác nữa. Mấy anh biết không, người ta nói cuộc sống của mình có hạnh phúc hay bình an hay không là mình phải luôn luôn hướng về bàn thờ tổ tiên của ông bà mình nữa. Ba ơi, anh em tụi con xin lỗi ba. Vị khán giả rất là nhiều, live show Thúy Nga cô gái tà tử tường ten đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình live show của Thúy Nga. Con gái đó chính là Thúy Nga, đi đâu ai cũng thích.